Xin cảm ơn. Thì trước tiên là cảm ơn công ty đã tổ chức một cái buổi mà hội thảo trong cái điều kiện mà dịch Covid như thế này, tức là một cái hiện tại đó thì bình thường thì nó có vẻ là chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh này nó khá đầy, khá nhiều, nhưng mà do cái tình trạng dịch Covid thì đây là một cái bữa gọi là bữa tiệc thịnh soạn cho một cái thời kỳ mà đói khát về mặt thông tin, kiến thức cũng như là kỹ năng. Thì đó là một cái buổi học mình thấy rất là thú vị. Thứ nhất là về nội dung, tức là nội dung sẽ có sự kết hợp giữa báo cáo viên trong nước, tức là, và thứ hai là dựa trên cái nền tảng của báo cáo viên nước ngoài. Thì báo cáo viên trong nước cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức từ góc nhìn của báo cáo viên đó, cũng như là những cái kinh nghiệm lâm sàng, cũng như là cái kỹ năng mà báo cáo viên trong nước làm. Thì đó là những cái giá trị kinh nghiệm rất là quý giá. Và thứ hai nữa là cái phần mà bổ sung từ những cái góc nhìn của những cái báo cáo viên nước ngoài, thì cho chúng ta thấy được cái nền tảng lý thuyết cũng như là những cái cập nhật rất là mới về loại vật liệu cũng như là những cái kỹ thuật của tác giả. Còn về cách thức tổ chức thì rất là khá thú vị, tại vì là các bạn trước khi hội nghị diễn ra các bạn đã nhắc, rồi sau trong thời kỳ mà trước hội nghị thì các bạn cũng gọi là nhắc mình về cái thời gian để diễn ra, để mình tránh là bị, thật sự thì có nhiều cái lịch đó trong quá trình điều trị thì các bạn đã nhắc lịch để giúp chúng ta nhớ hơn, và cũng như là cái nơi tổ chức cũng như là khá thuận lợi để cho cái việc học. Thì cái bài giảng cái nội dung hôm nay cũng đang nằm trong cái trong quá trình thực hành của mình cũng đang vướng mắc, thì hôm nay cái bài giảng nó đáp ứng được cái yêu cầu đó, tức là trong quá trình mình đang điều trị cho bệnh nhân thì những cái thắc mắc hôm nay đã được giải đáp. Và mặc dù là cái sản phẩm này mình chưa có được sử dụng, nhưng mà dựa trên những cái kinh nghiệm lâm sàng của báo cáo viên trong nước cũng như là ngoài nước thì mình thấy rằng là đây là một cái là mình có thể ứng dụng được trong quá trình điều trị, và nó có ích cho mình trong quá trình hành nghề. Mình cảm ơn công ty DOE về sản phẩm ngày hôm nay. Thì mình thấy trước tiên là về khâu tổ chức thì bên DOE thì đã làm, mình thấy là rất chuyên nghiệp từ cái việc mà nội dung chương trình đến việc đón tiếp. Rồi về bài giảng thì mình thấy rất là hữu ích. Về vật liệu thì mình thấy với các cái việc chia sẻ của giáo sư thì mình thấy khả năng ứng dụng lâm sàng thì cũng mang tính thiết thực rất là cao. Nên là một lần nữa thì mình cảm ơn EOI đã tổ chức những cái chương trình như thế này để chúng bác sĩ như bọn mình có cơ hội để được tiếp cận kiến thức tốt hơn. Vừa rồi mình đã chia sẻ thì về nội dung bài giảng thì mình thấy rất là tốt. Còn về sản phẩm ứng dụng thì mình thấy hiện đại với sự chia sẻ và các báo cáo thì mình thấy rất là tuyệt vời. Và trong quá trình mình sẽ về và ứng dụng và sẽ trải nghiệm và sẽ đánh giá tiếp. Phần tâm đắc nhất thì đây là một cái sản phẩm mà mình thấy về cái việc mà sự tiêu đi của cấu trúc xương rất là ít, vậy nên thì cái việc mà bảo tồn mô thì nó sẽ tốt hơn, cho nên kết quả nó sẽ được lâu dài hơn. Đây là cái phần các cái báo cáo mà mình nhận thấy ngày hôm nay. Mình là một học viên chắc là đến từ nơi xa nhất của cái lớp học hôm nay. Mình là đến từ Huế và được biết cái lớp học này qua fanpage của DOE. Thì từ khi bước vào cái lớp học cho đến kết thúc lớp học thì mình thấy là cái khâu chuẩn bị của trung tâm rất là tốt. Và từ cái khâu đón tiếp cho đến là chuẩn bị những cái dụng cụ cho học viên thì đều rất là tuyệt vời. Và nội dung buổi học hôm nay thì cũng rất là thú vị, nó giúp cho mình biết thêm được những cái kỹ thuật mới về trong cái kỹ thuật ghép xương hay là bảo tồn xương ổ răng. Và theo cảm nhận của mình thì buổi học hôm nay rất là thành công. Mình cũng rất là cảm ơn DOE đã tổ chức cái lớp học này. Về cái nội dung bài học thì cái mà mình tâm đắc nhất thì có thể đấy là cái những cái kỹ thuật mà trước giờ mình cũng chưa biết về nó. Thì sau cái bài học này thì mình nghĩ là mình có thể ứng dụng được bằng những cái sản phẩm mới của DOE giới thiệu. Mình hy vọng là DOE sẽ tiếp tục có những cái lớp tương tự như vậy để những học viên như mình có thể tham gia và để có thể ứng dụng vào trong quá trình điều trị của công việc hàng ngày của mình. Hôm nay vào với mình thì cũng có thêm hai anh em ở ngoài Huế nữa. Thì các anh em thì cũng hay tham gia những cái lớp học ở trong này. Và được biết là bác sĩ Tân thì cũng là một bác sĩ rất là giỏi về trong cái lĩnh vực implant, nên là các anh em muốn vào đây để học, để trải nghiệm và cũng như là được hỏi, tức là tham vấn về những cái chủ đề mà lâu nay là còn thắc mắc.